Chủ tịch Bình Dương, nguồn lực y tế không đủ, chúng tôi cần chi viện. Đồng Nai ghi nhận thêm 817 ca mắc Covid, dịch đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca nhiễm tại 10 quận huyện. Người nước ngoài có thể phải tiêm vaccine Covid trước khi nhập cảnh Mỹ. Tiến sĩ Fauci cảnh báo Mỹ gặp rắc rối nếu biến chủng nguy hiểm hơn Delta xuất hiện. Tình báo Mỹ có thể đã đột nhập máy chủ chứa dữ liệu phòng thí nghiệm virus Vũ Hán. Tổng thống Ukraine, việc giành lại Crimea từ Nga chỉ là vấn đề thời gian. Taliban chiếm trạm hải quan bòn rút tiền thuế của chính phủ Afghanistan. Nga và Belarus chuẩn bị tập trận quy mô lớn. Chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với hòn đảo. Thượng nghị sĩ Mỹ tái đệ trình dự luật trừng phạt các quan chức Campuchia. Ý kiến chuyên gia, đại dịch tiếp theo chỉ còn là vấn đề thời gian. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp trưa ngày 5 tháng 8 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương là điểm nóng đứng thứ hai cả nước về số ca nhiễm virus corona. Theo Sở Y tế Bình Dương, sáng nay, ngày 6 tháng 8, tỉnh này ghi nhận 322 ca mắc COVID, nâng tổng số ca nhiễm tính từ đợt dịch thứ tư trên địa bàn tỉnh lên 22.700 ca. Trao đổi với Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định, con số F0 tăng nhanh là điều đã nằm trong dự đoán, tuy nhiên nguồn lực y tế, các y tá, bác sĩ không đủ tỉnh cần chi viện của Bộ Y tế và các địa phương mới có thể đáp ứng. Ông Minh lưu ý, đặc biệt là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nặng ở tầng 3 đang rất thiếu, tỉnh đã kiến nghị Trung ương về việc này. Bình Dương hiện đang phân 3 tầng điều trị bệnh nhân COVID. Tầng 1 là điều trị bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tầng 2 là bệnh nhân có triệu chứng trung bình. Tầng 3 là điều trị bệnh nhân nặng. Tính đến tối ngày 5 tháng 8, theo Sở Y tế Bình Dương, tỉnh này đã có 3.879 bệnh nhân COVID khỏi bệnh, 144 bệnh nhân tử vong chuyển sang tình hình Đồng Nai sáng nay Sở Y tế tỉnh này cho biết Đồng Nai đã ghi nhận 817 ca mắc COVID đây là số ca nhiễm ghi nhận trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai trong số các ca nhiễm mới có 33 ca phát hiện qua sàng lọc và 784 ca trong khu cách ly phong tỏa ba địa phương có số ca nhiễm trong ngày nhiều nhất là thành phố Biên Hòa 369 ca và hai huyện Nhơn Trạch 209 ca Vĩnh Kiều 142 ca đến nay tổng số ca nhiễm mới trong đợt dịch thứ tư ở Đồng Nai đã lên 7.145 ca. Trong đó, thành phố Biên Hòa hơn 3,4 ngàn ca, huyện Vĩnh Kiểu gần 1.200 ca, Nhân Trạch gần 1.200 ca. Số ca tử vong tính đến sáng ngày 5 tháng 8 ở tỉnh này là 46 ca. Theo Sở Y tế Đồng Nai, tỉnh hiện đang tiến hành cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Nhiều xã phường có ca nhiễm bị phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh, nhưng số ca dương tính mới phát hiện ngày càng tăng, không có dấu hiệu giảm cho thấy dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Ở diễn biến khác, sáng nay Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid mới tại 10 quận huyện, trong đó có 4 ca ở cộng đồng, 17 trường hợp ở khu cách ly. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số này thanh chỉ có 5 ca, Hoàng Mai, Đông Anh mỗi nơi 3 ca, Ba Vì, Đống Đa và Hoàn Kiếm mỗi nơi 2 ca, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Mê Linh và Sóc Sơn mỗi nơi 1 ca. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội có 1.559 trường hợp dương tính mới, trong đó số ca nhiễm ghi nhận ngoài cộng đồng là 928 ca. Đến hết ngày 7 tháng 8, Hà Nội sẽ kết thúc đợt giãn cách theo chỉ thị 16. Hiện, tình hình dịch ở thành phố này cũng đang phức tạp. Nhiều ca nhiễm cộng đồng được phát hiện. Hiện, chính quyền Hà Nội đang cân nhắc kéo dài thời gian giãn cách xã hội. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, một quan chức tòa bạch ốc cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang muốn nối lại các hoạt động đi lại quốc tế nhằm thúc đẩy ngành hàng không và du lịch. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng gỡ bỏ các giới hạn đi lại do số ca nhiễm mới gia tăng chủ yếu liên quan tới biến chủng Delta. Do đó, chính quyền Biden đã lập ra các nhóm công tác đa ngành để chuẩn bị cho kế hoạch gỡ bỏ các giới hạn đi lại, bao gồm yêu cầu người nước ngoài tới Mỹ phải được tiêm phòng đầy đủ trước khi nhập cảnh. Trung Quốc là nước đầu tiên bị áp đặt các giới hạn đi lại của Mỹ từ tháng 1 năm 2020 và nhiều nước sau đó đã được bổ sung vào danh sách này. Mới đây nhất là Ấn Độ trong tháng 5. Mỹ hiện cấm nhập cảnh Người nước ngoài trong vòng 14 ngày trước khi vào Mỹ từng có mặt tại Anh, 26 nước thuộc khu vực sân cận, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Trong khi đó, số ca mắc Covid ở Mỹ đã lên tới mức trung bình 100.000 người mỗi ngày, mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Số ca nhiễm mới chủ yếu được ghi nhận ở những khu vực có tỷ lệ chưa tiêm phòng cao. Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của tòa Bạch ốc cảnh báo Covid sẽ tiếp tục đột biến để né vaccine nếu thêm nhiều người Mỹ không được chủng ngừa. Trong một cuộc phỏng vấn với McClatchy được công bố vào tối ngày 5 tháng 8, ông Fauci nói rằng Mỹ rất may mắn khi có vaccine chống lại các biến chủng, nhưng điều đó có thể trở nên vô nghĩa nếu các biến chủng nghiêm trọng hơn Delta xuất hiện. Ông nói, nếu một biến chủng khác xuất hiện có khả năng lây truyền cao, tương đương nhưng nghiêm trọng hơn nhiều, thì chúng ta thực sự có thể gặp rắc rối. Những người không tiêm phòng nhầm tưởng chỉ có họ nguy cơ nhiễm virus nhưng không phải những người khác cũng vậy. Theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins, tính đến ngày 4 tháng 8, Mỹ ghi nhận trung bình 7 ngày gần 94.000 ca nhiễm mới, tăng 48% so với một tuần trước. Tiến sĩ Fauci dự đoán tổng số ca mới có thể lên khoảng 100.000, 200.000 khi biến chủng Delta lan rộng. Ông Fauci lưu ý, điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta không kiểm soát tốt sự lây lan trong cộng đồng. Đó là lý do tôi và các đồng nghiệp luôn nói đi nói lại rằng điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt. Theo đài CNN, cơ quan tình báo Mỹ đã nắm được dữ liệu di truyền từ các mẫu virus đang được Viện Virus Học Vũ Hán nghiên cứu. Nguồn tin của CNN cho biết cơ quan tình báo Mỹ đang nghiên cứu thông tin từ phòng thí nghiệm virus Vũ Hán nhằm tìm hiểu nguồn gốc của COVID. Nguồn tin không nói rõ làm thế nào các cơ quan có được thông tin nhạy cảm như vậy, song cho rằng họ có thể đã đột nhập các máy chủ sử dụng công nghệ lưu trữ đám mây có liên quan đến quá trình tạo và xử lý số dữ liệu đó. Mỹ và Trung Quốc gần đây mâu thuẫn liên quan đến việc tìm hiểu nguồn gốc của Covid. Đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 4 triệu người trên thế giới. Các quan chức Mỹ cáo buộc virus SARS-CoV-2 có thể được tạo ra và do gì từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc đặt câu hỏi cho WHO về việc một phòng thí nghiệm quân đội Mỹ ở Maryland đóng cửa bí ẩn vào năm 2019. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 5 yêu cầu cộng đồng tình báo nước này nỗ lực tìm hiểu về nguồn gốc của virus và đưa ra đánh giá sau 90 ngày. Yêu cầu của ông Biden được đưa ra sau khi những giả thuyết cho rằng virus có nguồn gốc tự nhiên bị lật lại. Dù vậy, theo nguồn tin của CNN, các cơ quan tình báo đang phải đối mặt với một số vấn đề trong việc giải nghĩa thông tin thu thập được. Theo CNN, nhà điều tra cả trong và ngoài chính phủ Mỹ từ lâu đã tìm kiếm dữ liệu di truyền từ 22.000 mẫu virus đang được nghiên cứu tại Viện Virus Học Vũ Án. Dữ liệu đó đã bị giới chức Trung Quốc xóa khỏi Internet vào tháng 9 năm 2019, và Trung Quốc từ chối chuyển dữ liệu này với dữ liệu thô khác về các ca nhiễm virus corona mới ban đầu cho Tổ chức Y tế Thế giới và Hoa Kỳ. Ở diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng Crimea sẽ không bao giờ là của Nga và việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát bán đảo này chỉ là vấn đề thời gian. Hãng tin Fast hôm 4 tháng 8 dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Som rằng Tôi đã sống ở đó, đó là mảnh đất của tôi, đó không phải và sẽ không bao giờ là đất của họ, Nga. Ông nhấn mạnh, ngay cả khi bạn viết lại lịch sử, ngay cả khi bạn đổi tên tất cả các thành phố, thậm chí xóa bỏ lịch sử thì Crimea cũng không thể thuộc về Nga. Việc Crimea trở lại với Ukraine chỉ là vấn đề thời gian. Crimea là một phần bán đảo lớn ở châu Âu, nằm ở ngay phía nam đất liền của Ukraine và phía tây miền nam Kuban của Nga. Khu vực này đã bị Nga sắp nhập sau một cuộc can thiệp quân sự không công khai vào năm 2014. Các nước Liên minh châu Âu đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Nga sắp nhập bán đảo Crimea, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất kể từ thời chiến tranh lạnh giữa Nga và phương Tây, kéo theo một loạt các lệnh trừng phạt dành nhằm vào Nga. Chính quyền Mỹ cũng đưa ra nhiều lệnh trừng phạt lên các cá nhân và thực thể Nga liên quan tới việc Moscow sắp nhập bán đảo Crimea. Liên quan đến tình hình Trung Đông, Taliban đã chiếm đóng nhiều trạm hải quan trọng điểm và thu tiền thuế nhập khẩu hàng hóa vào Afghanistan. Điều này làm giảm mạnh nguồn thu quan trọng của chính phủ Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Tài chính Afghanistan, ông Mohammad Raifitabe, đã xác nhận thông tin trên với Bloomberg ngày 5 tháng 8. Khi quân đội Mỹ và lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO rút quân về nước với thời hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 8, Taliban đã đẩy mạnh hoạt động khắp Afghanistan trong tháng 7, Taliban đã kiểm soát 8 trên tổng số 14 trạm hải quan dọc biên giới Afghanistan với Iran, Pakistan, Turkmenistan và Tajikistan. Ông Tabe cho biết Bộ Tài chính chỉ thu được 4,6 tỷ Afghani, tương đương 58 triệu USD tiền thuế từ 30 trạm hải quan ở biên giới, sân bay, thành phố. Trong tháng 7, còn trong tháng 6, con số này là 7,3 tỷ Afghani. Hầu hết, tình trạng thất thu thuế đã xảy ra ở cửa khẩu Afghanistan với các nước láng giềng với Taliban kiểm soát và chiếm giữ hơn 2,7 tỷ Afghani. Thuế nhập khẩu biên giới chiếm một nửa tổng thu nhập trong nước của Afghanistan trong năm nay, ước tính đạt 216,5 tỷ Afghani. Mỹ và nhiều nhà tài trợ quốc tế đã cung cấp 236 tỷ Afghani hàng năm để hỗ trợ chính phủ Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, ông Fawad Aman, cam kết chính phủ sẽ giành lại các trạm hải quan bằng cách sử dụng toàn bộ lực chống lại Taliban trên bộ và trên không. Một cơ quan của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30 tháng 7 cảnh báo Afghanistan sẽ thiệt hại tài chính nghiêm trọng nếu các trạm hải quan nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Người phát ngôn của Taliban, Jabi Zaha Mujahed, đã xác nhận đang chiếm đóng các trạm hải quan. Jabi Zaha Mujahed cho biết Taliban đã giảm 40% hầu hết các loại thuế để thúc đẩy thương mại. Ở diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Belarus hôm 5 tháng 8 cho biết Nga và Belarus đang chuẩn bị tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mang tên phương Tây 2021. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 và sẽ có sự tham gia của hàng nghìn quân nhân cũng như xe tăng, pháo binh và máy bay. Ukraine coi đây là mối đe dọa đối với an ninh của nước này và đối với cả NATO. Hồi tháng 4, Phó tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Roman Masovich cho biết các cuộc tập trận theo kế hoạch của Nga và Belarus là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương và mang bản chất hung hãn. Bộ Quốc phòng Belarus phản bác cáo buộc khi tuyên bố cuộc tập trận không có tính đe dọa đối với toàn thể cộng đồng châu Âu cũng như đối với bất kỳ quốc gia láng giềng nào. Trong chuyến thăm Bắc California cuối tuần qua, Jay Moriarty, chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, dự đoán mối quan hệ Mỹ-Đài sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền chặt hơn. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan có vai trò như đại sứ quán Mỹ tại quốc đảo này. Phát biểu tại cuộc họp thường niên năm nay của Phòng Thương mại Đài Loan San Francisco hôm 31 tháng 7, ông Moriarty khẳng định, cam kết của Mỹ đối với Đài Loan sẽ vẫn vững chắc. Ông Moriarty cho biết, Bắc Kinh trong những năm gần đây đã cố gắng buộc Đài Loan thống nhất với Trung Quốc đại lục theo khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống. Như áp dụng với Hồng Kông, ông cho hay, công thức này đã bị hầu hết mọi người ở Đài Loan từ chối, và lý do từ chối chính là Hồng Kông. Trong hai năm qua, Chính quyền Trung Quốc đã áp đặt luật an ninh quốc gia và đàn áp phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Nhiều người Hồng Kông, các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lo ngại việc Bắc Kinh đã siết chặt trung tâm tài chính thông qua các biện pháp hà khắc. Ông Moriarty nhấn mạnh, các hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Hồng Kông đã cho thấy rõ ràng rằng việc thống nhất theo các điều khoản đó là đồng nghĩa với việc chấm dứt nền dân chủ của Đài Loan. Ông Moriarty cũng lên án Bắc Kinh khai triển các chiến thuật ép buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch, tấn công mạng độc hại, lôi kéo đồng minh và khiêu khích quân sự để thúc đẩy Đài Loan tiến tới thống nhất với đại lục. Moriarty cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan tham gia vào các cơ quan quyết định của tổ chức y tế thế giới WHO, Đại hội đồng y tế thế giới nhằm giúp quốc đảo này tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế. Đài Loan từng tham gia Đại hội đồng y tế thế giới với tư cách là quan sát viên trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2016 cho đến khi nước này bị cấm vào năm 2017 do sự phản đối của Bắc Kinh. Một cập nhật đáng chú ý khác, các thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 8, tuyên bố tái ban hành các lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao Campuchia. Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Campuchia lưỡng đảng do các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Emaki và Đinh Bùn của Đảng Cộng hòa Marco Rubio. Đề trình cũng sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ nộp báo cáo lên Quốc hội, về các hoạt động can thiệp của Trung Quốc gây tổn hại nền dân chủ và nhân quyền tại Campuchia. Ông Mackey cho biết, các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa tài sản và hạn chế thị thực đối với các quan chức Campuchia. Dự luật cũng tập trung vào Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đã nắm quyền tại đất nước Đông Nam Á trong suốt 35 năm qua. Thượng nghị sĩ Mackey chỉ trích ông Hun Sen làm hỏng nền dân chủ Campuchia, bắt bớ và bỏ tù các nhà hoạt động chính trị đối lập, chèn ép tự do ngôn luận và các hãng truyền thông độc lập, đồng thời làm giàu cho bản thân thông qua tham nhũng tràn lan. Còn thượng nghị sĩ Robio gọi ông Hun Sen là một nhà độc tài, người chuyên đàn áp các lực lượng đối lập, bao gồm cả đài Á Châu tự do của Mỹ. Ông cho biết Campuchia tiếp tục trượt dốc sau khi đạt được những tiến bộ trong những thập kỷ trước đó đối với quá trình dân chủ hóa. Vào tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã bày tỏ quan ngại trong chuyến thăm Campuchia về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở đây. Bà Sherman, quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Campuchia trong nhiều năm, kêu gọi nước này duy trì một chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng vì lợi ích tốt nhất của người dân Campuchia. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với ý kiến của nhà nghiên cứu John Mark Klean. Ông đã có nhiều bài báo được xuất bản bởi những tờ báo như New York Post, Sydney Morning Herald hay Nation Review. Trong bài viết được đăng trên The Epoch Times hôm 3 tháng 8, ông cho rằng đại dịch tiếp theo không phải là câu hỏi mà chỉ là vấn đề thời gian khi nào nó xảy ra. Tờ hoàn cầu thời báo đưa tin, một chuyến bay từ Nga là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch bệnh gần đây nhất ở Trung Quốc ngày 20 tháng 7. Sau khi dọn dẹp cabin, 9 nhân viên tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu, Nam Kinh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Delta. Đến nay, virus đã lan sang đến 27 thành phố, hàng triệu người Trung Quốc đã bị phong tỏa. Đội ngũ quản lý tại sân bay Nam Kinh đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ trích nặng nề. Liệu các chuyến bay của Nga có phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus ở Trung Quốc hay không vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là sự liên quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc với các đại dịch chết người, bom hẹn giờ. Theo ông John, bất kỳ một nhà sử học hoặc dịch tễ học đáng kính nào cũng sẽ nói với bạn Trung Quốc về lịch sử đã là một điểm nóng cho các đại dịch chết người. Ông cho rằng dịch virus corona hiện nay gần như chắc chắn bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và không phải là loại virus chết người đầu tiên đến từ Trung Quốc. Chắc chắn nó sẽ không phải là bệnh dịch cuối cùng như nhà phân tích chính sách đối ngoại. Vanda Felbera cảnh báo đại dịch tiếp theo rất có thể xuất phát từ việc chăn nuôi không đúng cách khi vật nuôi trong nước không được tách biệt khỏi động vật hoang dã. Ở những nơi tồn tại những thiếu sót về quy định, khả năng xảy ra thảm họa sẽ tăng lên. Trung Quốc không chỉ là điểm nóng của đại dịch mà còn là điểm nóng của những thiếu sót trong quy định. Tất nhiên, người ta có thể lập luận một cách thuyết phục hơn rằng những thiếu sót trong quy định là nguyên nhân gây ra đại dịch mới nhất. Ông John nhận định một đại dịch động vật tiếp theo có thể sẽ xảy ra ở Trung Quốc. Vấn đề không phải là nếu mà là khi nào nó xảy ra. Lấy ví dụ như trang trại quy mô lớn gần thành phố Nam Dương như tác giả tại trang culture com viết Cơ sở này quy mô gần gấp 10 lần cơ sở chăn nuôi điển hình ở Hoa Kỳ sẽ sớm chứa 84.000 con lợn nái và con của chúng. Cơ sở này cho tới đến nay là lớn nhất trên thế giới, rất có thể là nơi sinh sản của bệnh dịch tiếp theo. Như nhà vi học Suresh V. Kuchibudi cảnh báo ở các nước như Trung Quốc, việc kiểm soát dịch bệnh bổ sung thức ăn, chuồng trại cho vật nuôi thường rất kém. Trang trại khổng lồ nhồi nhét 84.000 con lợn nái này đã hoạt động tốt hay không tốt vẫn còn là một câu hỏi. Nếu lịch sử đã dạy chúng ta bất cứ điều gì, câu trả lời là không tốt lắm. Xét cho cùng, yếu tố dự đoán tốt nhất về hành vi trong tương lai là hành vi trong quá khứ. Theo ông John, yếu tố này là do Bắc Kinh không sẵn sàng hợp tác với các chính phủ trên thế giới. Và chúng ta có một công thức cho thảm họa. Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid nếu họ không có gì để che giấu. Tại sao họ lại từ chối? Đây là điểm đáng lưu ý. Nếu Bắc Kinh muốn phần còn lại của thế giới tin tưởng vào họ thì ít nhất họ hãy minh bạch. Việc từ chối hợp tác tất nhiên là điều dễ hiểu. Chế độ này có rất nhiều điều để che giấu. Thuốc trừ sâu và dịch hại Vào tháng 3 năm nay, đúng 12 tháng sau khi hầu hết các quốc gia bắt đầu đóng cửa biên giới, Adam Minter, Adam Minter, một nhà báo của Bloomberg đã viết một bài báo khá thú vị, ông mô tả những người chăn nuôi cừu ở cách Bắc Kinh 120 dặm về phía nam. Những người nông dân này là một nhóm thú vị, họ thường thêm clenbuterol, một chất tăng trưởng mạnh bị cấm vào thức ăn cho cừu. Chất này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở người. Cùng thời điểm bài báo của Minter được xuất bản, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bắt đầu tập trung vào nông nghiệp Trung Quốc. Cần phải chỉ ra rằng về vấn đề này, WHO rất ít khi tham gia tuy nhiên ngay cả khi who đánh tiếng họ sẽ gặp phải những trở ngại đáng kể nông dân trung quốc hầu hết sống trong cuộc sống nghèo khó chủ yếu dựa vào việc trồng trọt theo minter nhiều người từ lâu đã sử dụng các biện pháp hóa học bao gồm cả việc sử dụng và lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu mối liên hệ giữa ngành công nghiệp hóa chất độc hại và virus gây chết người đã được ghi nhận các nhà nghiên cứu tại stanford lưu ý trung quốc là nước tiêu thụ hóa chất nông nghiệp lớn nhất thế giới Đất nước này sử dụng hơn 30% lượng phân bón và thuốc trừ sâu toàn cầu, mặc dù chỉ có 9% diện tích đất trồng trọt trên thế giới. Việc lạm dụng các hóa chất độc hại đang là vấn đề nan giải ở nhiều cấp độ. Trong bài viết của Bloomberg, Minter đưa ra một quan điểm khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc háo hức thấy sản xuất nông nghiệp bùng độ, hơn là sẵn sàng nhìn theo hướng khác, giữ im lặng và mọi thứ sẽ ổn thôi. Theo ông John, nhìn theo hướng khác là những gì đã đưa chúng ta vào mớ hỗn độn này ngay từ đầu. Đã đến lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc Thay vì nhìn theo hướng khác, hãy chăm chú nhìn vào lại chính mình. Nếu chế độ này tiếp tục dối trá và lừa dối, thì cộng đồng quốc tế vì những lý do rõ ràng sẽ trở nên nghi ngờ hơn. Ông John nhấn mạnh đã đến lúc cho hai điều hoàn toàn minh bạch và trung thực. Với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta có thể không nhận được hai điều này. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể mong đợi nhận được lại là một đại dịch khác. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp của trưa của DKN TV đến đây kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị sức khỏe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo